Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Đông Nam, có diện tích là 38m và được thiết kế 4 tầng theo phong cách rất là hiện đại. Chúng tôi đã lắp đặt đầy đủ toàn bộ hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống cửa, hệ thống rèm, hệ thống điều hòa, tủ bếp phù hút mùi. Đấy, mọi người là có thể tham khảo. Diện tích là 38m, có đường chung trước nhà là đường rộng 2,5m và cách chỗ để ô tô là 20m. Đây, chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Đấy, nhà được thiết kế là 4 tầng, thiết kế rất là đẹp, hiện đại. Toàn bộ ở phía trước của ngôi nhà mọi người có thể thấy là đã được ốp lát bằng gạch granite hết, rất là sạch đẹp và rất là sang trọng. Cửa chính của ngôi nhà đây rất là rộng rãi, sẽ bao gồm hai cửa. Ở phía bên ngoài chúng ta có thể thấy đó là cửa sắt hộp Xuân Tĩnh Điện, và ở phía bên trong đó chính là cửa nhôm kính, nhôm hệ cao cấp. Và đây hiện tại là tôi đang đứng ở phía trong tầng 1 của ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể thấy là thiết kế 38m rất là rộng rãi, rất là hiện đại. Đấy, phòng ở tầng 1 của chúng ta là sẽ bao gồm là một phòng khách đây. Mọi người có thể thấy là phòng khách và chỗ khu vực để xe phía bên ngoài đây. Rất là rộng, rất là thoáng. Một khu vực bếp để nấu nướng và một nhà vệ sinh. Toàn bộ hệ thống bếp của chúng tôi là đã được lắp hoàn thiện hết. Hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp là sử dụng là bằng đá granite màu đen cao cấp. Hệ thống sen vòi và chậu rửa là sử dụng là của hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện là hệ thống hút mùi và hệ thống bếp từ. Đấy, mọi người là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Mọi người cũng có thể thấy đó chính là cái hệ thống gạch nát nền ở đây là chúng tôi sử dụng là gạch granite 60-60. Và ở phía bên trên trần đây là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led, hệ thống đèn rất là sáng, rất là sang trọng. Còn có thể nhìn qua lại tổng quan toàn bộ ở phía tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế rất là rộng. Đấy, sau đây là tôi sẽ mời mọi người là đi lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thì như chúng ta có thể thấy rõ đây là cái hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là được bằng gỗ lim. Mặt bậc và cổ bậc là đều là sử dụng bằng đá granite cao cấp. Ở trên tầng 2 của chúng ta là sẽ được thiết kế là sẽ có là một phòng sinh hoạt chung của cả gia đình. Đấy. Chúng ta là có thể là hát karaoke này, hoặc là xem phim, hoặc là giao lưu toàn bộ gia đình ở đây. Đấy, hệ thống rèm cửa này, hệ thống đèn led này, đấy đều được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện cho mọi người. Và hệ thống ống chờ điều hòa các thứ là cũng đã đầy đủ hết. Thiết kế rất là rộng, cửa sổ mở ra nhìn ra bên ngoài vườn cây rất là thoáng. Đây chính là toàn bộ không gian của tầng 2. Và sau đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 là sẽ được thiết kế là bao gồm là hai phòng, một phòng ngủ trong và một phòng ngủ ngoài. Sử dụng chung một nhà vệ sinh. Thì đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đấy, chúng tôi cũng đã lắp sẵn toàn bộ hệ thống điều hòa này, hệ thống rèm cửa này, hệ thống trần thạch cao, đèn led. Và đây là cửa sổ, đây là cửa thông phòng. Cửa thông phòng là sử dụng bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Cửa rất là rộng, rất là to. Đấy, và đây là nhà vệ sinh. Toàn bộ gạch ốp lát là được sử dụng là hệ thống gạch ốp lát 30-60 hàng loại 1. Hệ thống bệt và lavabo là của Viglacera. Toàn bộ sen vòi chậu rửa là của Hàn Quốc đã được chúng tôi lắp hoàn thiện. Và cửa nhà vệ sinh sử dụng là cửa nhôm hệ cao cấp. Ở trên nóc nhà vệ sinh là chúng tôi thiết kế thêm một cái ô nhỏ để làm kho. Chúng ta có thể là cất đồ đạc mùa đông hoặc là những đồ ít dùng chúng ta có thể cất vào đấy. Và ở phía bên trong này, đây chính là cái phòng ngủ ở phía bên trong. Thiết kế rộng khoảng tầm 15m2. Đấy, chúng ta là có thể là kê giường, kê tủ, kê bàn làm việc các thứ rất là thoải mái. Đầy đủ hệ thống cửa thông phòng, hệ thống trần thạch cao đèn led, gạch ốp lát cao cấp. Và chúng ta có cửa sổ mở ra phía bên ngoài đây, phía đằng sau đây, để lấy ánh sáng và không khí. Rất là thoáng, không gian rất là thoáng.
Sau đây là tôi sẽ giới thiệu phía bên trên tầng 4 cho mọi người có thể biết được. Thì tầng 4 là sẽ có thiết kế là tương tự như tầng 3. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ phía bên trong, một phòng ngủ phía bên ngoài, một phòng vệ sinh và thêm cả một khu vực sân phơi giặt đồ nữa. Đây, đây là khu vực phòng phía bên trong thì chúng ta là có thể là sử dụng làm phòng thờ hoặc là làm phòng ngủ cũng được. Đấy, cửa thông phòng là cửa nhôm hệ cao cấp. Và đây là phòng ngủ phía bên ngoài. Đấy, rất là rộng, rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống cửa là cửa nhôm hệ cao cấp mở ra phía bên ngoài, lấy ánh sáng và không khí. Đây, cửa thông phòng cũng sử dụng là cửa nhôm hệ luôn. Mọi người có thể là nhìn kỹ ở cái góc này. Đó, là diện tích phòng rất là rộng, phòng rất là vuông vắn. Đây là phòng vệ sinh ở trên tầng 4, sẽ thiết kế tương tự như tầng 3. Đầy đủ hết, toàn bộ là hút mùi này, đèn trần này, bồn cầu, lavabo, sen vòi. Đấy, đầy đủ hết. Và tiếp theo đây là chúng ta có thể thấy ở phía bên ngoài, đây là cái khu vực mà chúng tôi là thiết kế là được sử dụng là để làm khu vực để máy giặt, khu vực giặt đồ và sân phơi. Đây mọi người có thể thấy đây, toàn bộ hệ thống ống nước, hệ thống điện này, hệ thống trần và hệ thống cửa đều được chúng tôi đã hoàn thiện xong hết. Đấy, anh chị có nhu cầu thì có thể về luôn. Chúng ta có thể thấy ở phía bên ngoài này, toàn bộ khu vực xung quanh này. Nhà được xây dựng ở khu vực xung quanh, nó là khu vực đông dân cư. Không khí rất là trong lành, đầy đủ tất cả các tiện ích là trường học, mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, siêu thị, ủy ban nhân dân, trạm y tế xã. Như tôi vừa giới thiệu cho mọi người là ngôi nhà có diện tích là 38m², hướng chính là hướng Đông Nam, nằm tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được thiết kế là 4 tầng. Đấy, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 3 phòng vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.480.000.000. Mọi người có nhu cầu xem nhà hoặc là cần tư vấn trực tiếp thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì có thể là like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết, cùng quan tâm hơn. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.